Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Xin chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Hôm nay sáng cả gia đình mình ra ngoài biển phơi nắng, và cũng như thông lệ mình đi bộ trên biển để cho khỏe cho mọi người với chân nhìn mát á. Giờ này là 10 giờ sáng mọi người. Bây giờ mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện về một người con gái Việt Nam lấy một người chồng Pháp mà quen từ Việt Nam nha mọi người ha. Bởi vì mình biết rằng mình cũng quen một số bạn gái Việt Nam mà họ cứ nghĩ rằng là người Pháp là ga lăng, là tốt, là dễ thương thế này thế kia. Nhưng mà người Pháp, người Việt hay tất cả những người xứ khác thì cũng có người tốt và người xấu. Cũng người Pháp cũng có những người rất là bạo lực, những người uống rượu chè cờ bạc giống như bên Việt Nam mình thôi mọi người ạ. Nhưng mà nói về rượu chè thì người Pháp có thông lệ là uống rượu thường thường thì uống rượu vang, rượu đỏ đó tại bàn thôi. Nhưng mà những người mà uống những cái chai rượu nặng như whisky hay vodka lên bàn thì những người đó là nghiện rượu rồi. Thì cái đó thì hơi hiếm ha. Tại mình quen với nhiều người Pháp, ngay trong gia đình mình cũng lấy chồng lấy vợ người Pháp nên biết nha mọi người. Thì ở đây là mình nói cho mọi người cũng như là các chị em phụ nữ cũng nên cảnh giác một chút. Mình cũng biết là chồng Tây, chồng Mỹ gì cũng giống nhau ha. Chồng Việt giống nhau. Có nghĩa là có những người có một cái cá tính khác nhau. Thì như vậy nè, chị ấy ở Việt Nam, chị cũng khá xinh và cũng có công việc làm, có một trình độ học vấn tương đối ha. Thì cũng đã quen nhiều bạn trai rồi. Thì cái lần đó là chị ấy đang độc thân, người bạn trai cuối cùng thì quen thì người bạn trai đó đã phải đi Mỹ theo gia đình, theo diện HO. Thì chị ấy ở lại Việt Nam thì cũng hơi buồn. Mà nói ra thì không phải là chị không quen người này người kia được, nhưng mà có điều là chắc cũng hơi kén nên chị không quen những người khác, chứ nói ra là chị cũng thuộc đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Rồi một lần đó chị được một người trong gia đình giới thiệu một người Pháp. Anh chàng người Pháp này khá là điển trai, cao ráo, nhìn là đập con mắt liền. Nhất là mình kiểu nói là kiểu như là đẹp trai giống Alain Delon vậy đó. Tại vì hồi đó, cái thời đó thì nhiều người rất là thích phim Alain Delon ha. Thì Alain Delon là một tài tử điện ảnh Pháp rất là đẹp trai. Thành thử nhiều người cũng mê, nhìn nhiều người cứ tưởng là hình ảnh cái người Pháp đẹp trai là cũng giống như kiểu Alain Delon là hào hoa phong nhã và ga lăng ha. Thì anh chàng Pháp này về Việt Nam chơi thì có muốn tìm vợ. Thì nghe nói là lúc đầu trước là anh ta cũng đã quen một cô em gái Việt Nam. Và anh ta muốn lấy làm vợ rồi, nhưng mà lúc mà hai người đính hôn với nhau á thì cô ấy đã có những cư xử mà anh ấy bất đồng, có nghĩa là lợi dụng tiền bạc của anh ta, hay là kêu anh ta giao hết tiền bạc cho cổ, rồi đi đâu ăn uống này kia thì cổ cũng bắt anh này phải đưa bóp cho cổ để cổ trả tiền, rồi đòi cái này đòi mua cái kia. Khi ảnh ngủ á thì cổ lục bóp của ảnh để cổ lấy tiền của ảnh. Nói mọi người nói nha, chứ không những cái người con gái mà như vậy thì làm mất cái thể diện của người phụ nữ Việt Nam. Thì ảnh rất là thất vọng, nhưng mà cái mục đích của ảnh là ảnh muốn lấy vợ Việt Nam nên ảnh mới tìm người giới thiệu. Thì ảnh quen với gia đình họ hàng của cô này, thì một người đã giới thiệu cho cái chị ấy. Thì hai người gặp nhau tìm hiểu. Thì anh đã thử thách cái người chị gái này bằng cách là anh dẫn vào trong tiệm vàng. Anh dẫn vào trong tiệm vàng và anh nói là bạn muốn mua gì thì bạn cứ mua. Thì lúc đó hai người sử dụng với tiếng Anh với nhau nhé. Tại vì chị ấy chưa biết nói tiếng Pháp, chỉ biết nói tiếng Anh thôi mọi người. Thì tại chị làm cho công ty, lúc đó cũng làm cho một công ty nước ngoài, cũng biết sử dụng tiếng Anh. Thì ổng mới nói với chị bằng tiếng Anh, người Pháp nhưng cũng biết nói tiếng Anh. Ổng nói là giờ bạn muốn mua gì bạn chọn đi, mình tặng cho bạn một món quà.
Nếu bạn là một người phụ nữ mà mình không nói là ham tiền không đúng, là thích quà cáp đi, thì dĩ nhiên bạn sẽ chọn một cái nhẫn, một cái vòng, một cái lắc, một cái dây chuyền vàng, đúng không? Nhưng mà chị ấy lại không phải là người như vậy, nên chị ấy nói cảm ơn, tôi cũng có rồi nên tôi không có cần. Và anh chàng người Pháp rất là hài lòng, tại vì anh kể lại chuyện này cho cái người giới thiệu cái chị ấy cho ảnh. Rồi sau đó những cuộc ăn uống cũng giống nhau, chị không bao giờ đòi hỏi đi đến những nhà hàng sang trọng, và cũng không đòi hỏi bày ra một đống món ăn ở trên bàn giống như là cô đầu tiên đó, rồi ăn không hết chấm đũa rồi bỏ. Tại vì người Pháp họ rất kỹ nha mọi người nha, gọi đồ ăn ra ăn là phải ăn hết, trừ trường hợp bất khả kháng, đồ dở quá ăn không hết thì thôi, chứ còn thường thường là họ ăn vách sạch đĩa, không phải giống như người Việt Nam mình nhiều khi ăn còn chừa lại một chút vào trong trong chén, trong đĩa, trong ly, để coi như là mình nói là mình không phải là người tham ăn. Nhưng đối với Pháp họ ăn họ vách sạch đĩa, ăn xong họ còn dùng bánh mì họ vét đĩa cho sạch nữa nha. Ông xã mình cũng giống nhau, ăn mà đồ ăn xong mà ngon là ông cầm bánh mì vét sạch dĩa, là gọi mình nói một cái câu nam giỡn, ông cũng giỡn nha, ăn xong là khỏi cần phải rửa chén đĩa luôn á, tại vì đồ ăn ngon mà. Thế xong rồi ảnh rất là ưng ý, và ảnh đến nhà cô này gặp ba mẹ và xin cầu hôn. Thì ba mẹ chị này cũng nói chuyện với ảnh bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Thì ba của cô này biết nói tiếng Pháp, cũng lớn tuổi mà cũng thoại, là ba mẹ hồi xưa là cũng học trường Pháp, nói tiếng Pháp nên nghe nói vậy. Xong rồi đồng ý. Thì sau đó ảnh về Pháp và làm giấy tờ để bảo lãnh cho cái chị này qua. Một điều mình nói rằng thời đi Việt Nam, ở Việt Nam á, thì ảnh thỉnh thoảng uống bia, nhưng mà không bao giờ xỉn. Thuốc lá thì hút cũng một chút thôi chứ không hút nhiều nha mọi người. Mà ở Việt Nam thì mình biết rồi, là thuốc lá mà hút á, thì nó không phải giống như bên Tây. Tại bên Tây thuốc lá hút mà bạn ở trong cái nhà kính tại trời lạnh đóng cửa, thì nó bạn hút thuốc lá thì cả cái nhà căn phòng sẽ bị ngộp thuốc lá. Nên người Pháp ở đây họ rất kỹ tính. Nhiều người, không phải tất cả mọi người, mà nhiều người hút thuốc lá, họ đều đi ra ngoài sân họ hút, họ không bao giờ hút trong nhà, để cái mùi thuốc lá nó không có lên quần áo và những cái đồ dùng ở trong nhà ha mọi người. Thì anh này qua Pháp thì bảo lãnh cho vợ mình. Sau đến cô về Việt Nam lần thứ hai để chơi với vợ, làm đám cưới. Lần thứ hai về lại làm đám cưới. Làm đám cưới cũng tương đối trung bình thôi, cũng không có lên đình lắm ha. Thì cũng theo như phong tục Việt Nam thì cũng kiếm bên gia đình làm đàn nhà gái, bên gia đình làm đại diện nhà trai. Ba mẹ ảnh thì ở bên Pháp lớn tuổi rồi thì không có về được, chị em không về được. Rồi ra lãnh sự quán ra lãnh sự quán Pháp làm coi như giấy đăng ký kết hôn. Coi như đăng ký kết hôn. Sau khi đăng ký kết hôn rồi thì ảnh trở về Pháp. Anh trở về Pháp, anh làm giấy tờ. Thì chừng đâu chừng năm sau là chị ấy được qua Pháp. Thì đến ảnh mới ra phi trường đón chị về cái nơi ảnh ở. Thì ảnh ở không phải là ở trung tâm của Paris, mà ảnh ở một cái thành phố ở biển, ở miền Bắc của nước Pháp. Thành phố nhỏ thôi mọi người nha. Nói làng thì cũng không đúng, tại nó cũng có chợ này kia nghe chị nói. Thì ảnh đi làm, ảnh làm thợ điện. Chị thì ở nhà. Chị có muốn đi làm việc thì có một cái chỗ, lúc mà trước những nghĩ là trong thời gian đợi đi qua Pháp thì chị cũng học tiếng Pháp để có thể nói được tiếng Pháp với chồng, và những cuộc điện thoại ngắn hay là viết thư thì cũng viết bằng tiếng Pháp.
Thì sau khi chị đi qua Pháp thì chị cũng học thêm tiếng Pháp tự học lấy nha. Ông không có đi kiếm lớp học Pháp cho chị. Những cái người bạn bè Pháp của ông gặp á, thì ông cũng giới thiệu chị là vợ của ông. Nhưng mà qua bên Pháp rồi chị mới thấy một cái sự khác biệt về đời sống bên Pháp và đời sống bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam thì uống bia thường thường thôi, ông có say xỉn. Nhưng mà qua bên Pháp á, thì hàng đêm á, là uống rượu, mà rượu nghe nói là rượu mạnh á, chứ không phải là rượu đỏ, rượu mà có cồn độ mạnh á, thì thường thường hay say xỉn. Và những khi say xỉn như vậy á, thì chị ấy nói là chị gọi như là mình gọi là bị cưỡng bức hả, cũng giống như là cưỡng bức làm tình ngoài ý muốn. Có nghĩa là ổng không cần biết là chị có thích hay không, có nghĩa là còn áp lực cái đó, rồi không cho chị đi học tiếng Pháp, không cho chị được liên lạc với gia đình. Vì chị ấy nói là chị cũng có một vài người thân ở bên Pháp muốn gọi phone nói chuyện, thì ổng nói với chị là gọi phone ở đây rất là đắt. Hồi thời đó là chưa có điện thoại cầm tay, nhưng mà muốn gọi thì ra cái cabine, mình gọi là cái máy điện thoại á, mọi người mấy đại công cộng á, mình mua cái thẻ này mình hay mình bỏ tiền vào đó mình gọi. Ở thời đó thì cũng có điện thoại nhà, nhưng mà ổng không có bắt điện thoại nhà. Ổng nói là nếu mà tôi bắt điện thoại nhà đó, rồi em lấy phone em gọi cho người này người kia, tiền phone về đắt quá làm sao mà tôi trả. Chưa có gọi mà ổng đã cắn như vậy được nha mọi người nha. Rồi ổng không mua máy giặt đồ, ổng để cho chị giặt đồ bằng tay. Ổng nói là mua máy giặt đồ làm gì, hiện nay còn giặt bằng tay được thì giặt thì nó đỡ tốn tiền điện. Đến nỗi vậy mọi người, không đi kiếm lớp học tiếng Pháp cho chị, nói là chị có miếng cuốn sách tiếng Pháp á, rồi lấy cái sách đó mà tự học lấy tiếng Pháp, rồi nói với ổng cái nào sai thì ổng chỉ, coi như là ở nhà trở thành một người đàn bà làm cơm làm nước dọn dẹp và là xin lỗi lên giường. Có nghĩa là cái mộng của một người chồng Pháp ga lăng giống như Alain Delon bị vỡ đi mọi người. Cái ngày weekend là ngày cuối tuần đó, ổng được nghỉ ngơi á, thì ổng lại đưa chị đến hết quán bar này đến quán bar kia để uống rượu. Ổng uống rượu sáng là uống rượu, thậm chí có khi chị không được ăn sáng dậy ổng dựng dậy ổng đi, nói bảo đi với ổng. Rồi ra quán bar ổng nói gì ổng cho uống một ly sô cô la vậy thôi. Đói bụng ráng đợi chưa về nhà, chưa về nhà chỉ làm cơm cho hai vợ chồng ăn. Trong ngày cứ đi vòng vậy đó. Rồi gia đình chỉ có người bên đây thấy nghe vậy mới gửi tiền lên cho chị để cho chị mua cái card điện thoại ấy, mọi người, để gọi hỏi thăm tin tức của gia đình. Cuộc sống rất là đầy áp lực. Cho đến một ngày thì chị chịu không nổi nữa. Tại chị thấy có những lúc ổng lại gọi tầm nhầm tên chị với lại tên của người bạn, người vợ của bạn trai ổng. Ổng có một người bạn trai người Pháp rất là thân, và người vợ của người bạn trai của ổng á, thì mình thấy nghe chị nói á, thì có vẻ như là ổng có tình cảm với cái người đàn bà này. Nhưng mà vì là vợ bạn ổng nên ổng không có nói ra. Nhưng mà hai người thường hay nói chuyện khi mà đến nhà người bạn trai ăn cơm á, thì chỉ nói là thấy hai người hình như nói chuyện đằng sau bếp, mà không biết là hai người có ý gì không. Nhưng mà lúc đó thì chỉ nói là mình qua Pháp, mình nghĩ là chắc người Pháp họ như vậy. Xong rồi có một người trong gia đình ổng cũng chị họ của ổng nói là tại sao mày không cho
vợ mày đi học tiếng Pháp hay đi làm gì đi. Ông nói thôi, nếu mà tôi cho nó đi làm á thì có chỗ nhận á, nhưng mà người ta nhận nó làm weekend, mà weekend á là mà cái xe weekend, ông muốn vô hả? Làm cái xe weekend á thì tao không được gặp ổng, tao không được gặp nó, thì giống như là tao đi làm nguyên tuần rồi weekend nó cũng không có nhà, thì thôi nó ở nhà đi. Bà hỏi ủa vậy sao mày không cho nó đi học thêm tiếng Pháp, tại nó nói tiếng Pháp không có giỏi. Ông nói tao không có thời gian đi hỏi cái chuyện đó, mà thôi ở nhà anh học tiếng Pháp làm gì, muốn học tiếng Pháp thì tao dạy nó. Có nghĩa đại khái là muốn bắt chị ấy, có nghĩa là ở trong cái quanh quẩn trong nhà và ngoài không biết gì hết, không đi ra ngoài được hết. Rồi khi mà chị ấy bị nhiều áp lực quá như vậy đó, thì một ngày đó chỉ bùng lên. Mình nói bùng lên thì có nghĩa là tức, chị cãi lại ba mẹ chồng lại nhà. Chị mới chỉ cho ba mẹ chồng, chị nói là sáng trưa chiều tối gì á, ổng cũng uống mấy cái rượu nè, để một chai rượu đầy ở trong tủ bàn, cứ uống rượu hoài như thế này thì chịu không nổi. Mà chị thì lại không được đi làm, không được đi học tiếng Pháp nữa. Thấy là ba mẹ chồng cũng la ổng, nhưng mà ổng không quan trọng, ổng cũng cãi lại. Thì chị tức quá, thì cái lần đó chị tâm sự với lại một người bạn gái, nói là bạn gái thì cũng đúng, tại vì cái gia đình đó là có quen với lại ông chồng Pháp của chị. Thì gia đình đó là bác gái là người Việt Nam, chồng Tây và các con là người Lai. Thì họ rất quý người Việt Nam á, thì giờ là gốc của bên bác gái là người Việt Nam mà. Thì chị cũng nói bập bẹ tiếng Pháp, là chị kể là những cái chuyện xảy ra. Thì một lần đó là chị nói cãi lộn cái gì đó, chị không bất đồng, không đồng với ông chồng Pháp. Thì ông chồng Pháp mới tát chị và đẩy chị xuống giường và lấy gối úp một mặt chị để cho chị không thở được nữa. Và chị sợ quá, chị khóc, chị xin van xin không có tháo ra. Từ cái lần ám ảnh đó chị sợ, thì chị nói với người bạn gái mà người Lai Pháp và cái bác người Việt Nam. Thì cái cô bạn gái Lai Pháp đó cũng mới nói là theo tao thì mày phải rời khỏi nhà, tại vì cái thằng này nó không có bình thường, nó bạo lực quá. Nếu mà mày, nó đã làm được một lần đánh mày làm vậy thì lần sau này có thể nó làm nữa. Thì người bạn gái nó mới quyết định đưa chị ra ngoài cảnh sát làm cái giấy tay và nói rằng là sẽ rời khỏi nhà. Thì sau đó thì chị rời khỏi nhà và người bạn gái Pháp cũng đưa chị đi ra gặp trợ lý xã hội để nói chuyện. Thì họ làm cho những cái giấy tờ để cho chị rời khỏi nhà. Và sau đó thì chị đi lấy xe lửa để đi ra khỏi cái thành phố đó và về sống với lại bên bà con họ hàng của chị ở Pháp. Và hai năm sau thì nghe nói là họ ly dị nhau. Thì khi ly dị thì người chồng đó bị tòa xử là có lỗi. Bởi vì sao? Bởi đây mình mới nói quan trọng mọi người là khi các bạn ra khỏi nhà, bạn gái, bạn trai gì cũng vậy, bị bạo lực ra khỏi nhà, thì cái điều trước tiên là phải làm ra cảnh sát để làm cái giấy báo là ra khỏi nhà và lý do ra khỏi nhà. Bởi vì chị đã làm đúng, là có nghĩa là chị làm theo trình tự là ra cảnh sát báo lý do là cả nhà là bị bạo lực. Và bị bạo lực chị phải ra khỏi nhà và đi gặp trợ lý xã hội, họ cũng viết thêm giấy vô. Cộng với có những người làm chứng, giống như là chị họ của ông xã chỉ là Tây nha, Tây đó nha, mà nó thấy em họ nó làm không đúng, thì cái cô đó cũng làm giấy chứng nhận cho chị là cổ đã thấy như vậy, cô thấy là em trai họ của mình bức hiếp cô gái Việt Nam này.
đi chơi, đi ra mấy người say xỉn vẫn ép cổ ngồi lên xe mô tô để lái về, trong khi gia đình nói là đề nghị để đưa cô chị Việt Nam này về xa hơi, vì thấy ông lái xe mô tô mà xỉn đứng lên không nổi, đứng lên đứng xuống không nổi mà lái mô tô, có nghĩa là nguy hiểm tính mạng cho ông đó mà cho cả người chị gái Việt Nam nữa. Rồi có những cái hành động lời nói, có là khi thường cái người Việt Nam đó thì chính là người chị gái nha, người chị gái của ông người Pháp đó làm giấy viết tay, và cũng những người xung quanh biết á, gia đình mà người Pháp mà chị quen đó, Pháp Việt Nam quen, nó cũng làm giấy viết tay làm nhân chứng cho chị là đã thấy những cái hành động như vậy, những lời nói bức hiếp như vậy đối với người vợ của người chồng Pháp này. Nên sau đó là chị được ly dị và lỗi là về người đàn ông. Tại vì nếu mà không lỗi về người đàn ông thì chị ấy có khả năng là sẽ không được cái lúc đó là chỉ rời khỏi ống, là chỉ còn chưa có thẻ 10 năm mà. Chỉ mới có thẻ 1 năm, 2 năm gì thôi. Đó, mình nói nghe mọi người như vậy. Bởi vì không phải là tất cả những người đàn ông Pháp đều ga lăng, đều hiền hậu. Đó. Mà các bạn gái, các chị em gái mà muốn lấy chồng nước ngoài thì mình nghĩ là chồng Pháp, chồng Mỹ giống nhau, cũng phải nên cẩn thận khi quen biết. Cái gì khi quen nhau thì cái gì cũng thành màu hồng hết, nhưng mà về sống với nhau thì cẩn thận. Khi mà người đàn ông có triệu chứng bạo lực rồi thì mọi người hãy nên tìm cách báo cảnh sát, báo cho gia đình, bạn bè để chia tay. Mình không nói càng sớm càng tốt ha, nhưng mà nếu có thể để tránh cái hậu quả về sau. Tại bên đây có những trường hợp những phụ nữ lấy chồng bạo lực đó, rồi để ổng đánh một lần xin lỗi, hai lần xin lỗi, ba lần xin lỗi, lần cuối cùng khi muốn chia tay thì ổng giết luôn cả cái người ta đó nha mọi người. Đó là bên chồng Tây bên đây đó, ổng giết luôn cả vợ đó, hủy xác luôn. Rồi đến lúc mà cảnh sát điều tra ra cũng cả mấy tháng trời, cả năm mới điều tra ra được, tìm được cái xác mới chứng cứ đó, không có đơn giản đâu nha mọi người. À, mình chúc mọi người một buổi sáng tốt lành và một ngày tốt lành, chứ đúng hơn buổi chuỗi sáng xong rồi. Và hẹn mọi người video sau nha. Bye bye, chào. Và nhớ đừng quên cho mấy lên một cái like. Merci beaucoup.